Đây, xin chào các bạn. Đây lại là một cây Roland RP701 mà có một vị khách đã đặt đặt và cũng chờ khoảng độ 2 tuần nay rồi. Đây, thùng mới tinh nhập từ Nhật về ha. RP701. Hôm bữa Hoàng quay cho các bạn Hoàng bán cái cây màu trắng đúng không? Là cái màu WH. Rồi tiếp theo là cái cây màu 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 đen là màu CB và đây là màu màu gì đây? Đây, màu màu này là màu DR. Ha, là Dark Rosewood, là màu gỗ Rosewood mà gỗ đậm nha. Không thì cũng mình cũng xem cái cây này gọi là cây màu đen luôn cũng được, nó chỉ hơi ngả sang cái màu màu gỗ một chút thôi chứ thiệt ra là nó làm coi như nó là màu đen đậm ấy. Rồi bây giờ mình cũng khui ra cho các bạn xem cái màu thôi. Nó ngược tay bằng thuận tay phải đây. Mình sợ cắt nó phạm xuống á nên là mình cứ cắt từ từ. Rồi mình coi bên trong ha. Rồi, chủ yếu Hoàng cho các bạn xem cái màu thôi, thành ra là Hoàng mở một cái peda này ra thôi nha, không có mở nhiều để khi nào mà tới nhà khách á thì mở ra lắp ráp. Đây không biết là quay được lên cái màu này không, có bị ngược nắng ngược sáng không? Không ngược sáng hả? Đây ha, các bạn xem này. Thì bây giờ Hoàng mới lôi ra đây, đi đi đây nè, cái cây này là cây màu đen nè các bạn. Đây các bạn quan sát ha, cái cây bên cạnh Hoàng là cây màu đen, còn cái cây này là màu rosewood, nó hơi nâu hơn một chút ha, nó hơi nâu hơn một chút đó. Tính ra màu này nó có cái màu gỗ đẹp chưa? Wow. Đó. Ok, rồi. Bây giờ là tụi Hoàng sẽ giao cây RP701 này đi qua nhà bạn Vi. Thì Hoàng rất là cảm ơn Vi vì đã ủng hộ đàn bên Hoàng nha. Mặc dù chưa gặp Hoàng lần nào cũng chưa có đến cửa hàng của Hoàng. Cũng chỉ là anh Ngọc giới thiệu rồi Vi tin tưởng và mua ủng hộ bên Hoàng. À, và thông qua clip này đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến anh Ngọc. Em rất là cảm ơn anh mà biết bao nhiêu khách hàng anh đã giới thiệu cho em rồi. À, từ hồi quen anh cũng cả 10 năm rồi đó anh, 10 năm hơn 10 năm rồi đó. Từ hồi quen anh tới giờ là cứ hễ người quen nào của anh cần mua đàn là anh đều giới thiệu qua cho em. À, em cảm ơn anh nhiều nha. À, rồi bây giờ tụi Hoàng sẽ giao cho bạn Vi. Bấm sẵn rồi. Cable test here. Đi được vào chương trình.